Đêm Lisbon 24 tháng 5 năm 2014 trong trận derby thành Madrid tại khuôn khổ UEFA Champions League, khi kết quả trận đấu đang là 1-0 nghiêng về phía đoàn quân của Diego Simeone, còn thời gian thì đã điểm đến những phút bù giờ. Nhiều cổ động viên Real thậm chí đã rơi nước mắt vì giấc mơ De Sima dần khép lại ngay trước mắt họ. Sergio Ramos bất ngờ xuất hiện, bật cao tung cú đánh đầu khiến thủ thành Thibaut Courtois bay người trong bất lực. Bàn thắng đó không chỉ đánh sập pháo đài kiên cố mà Simeone đã dựng lên, không chỉ giúp Real Madrid lần thứ 10 chạm tay vào chiếc cúp tài vòi mà còn tiêm thứ gọi là ADN Champions League cho Los Blancos mãi đến sau này. Còn Ramos thì trở thành một tượng đài của câu lạc bộ, được các cổ động viên thân thương gọi với danh xưng tứ ca kiêu hùng. Thế nhưng ít ai biết trước tứ ca, Real Madrid còn sở hữu một trung vệ đặc biệt hơn, cũng khoác lên mình chiếc áo số 4, một trung vệ nhưng lại mang trong mình linh hồn một sát thủ Fernando Hierro. Nếu các bạn tự hỏi đâu là những lá chắn thép mà bóng đá thế giới từng sản sinh, Fernando Hierro có thể là một trong số những câu trả lời. Nhưng nếu các bạn hỏi đâu là trung vệ có sức tấn công mạnh mẽ có thể ghi bàn cho câu lạc bộ hàng tuần thì chỉ có thể là Fernando Hierro. Ngày nay không nhiều người nói về Hierro, nhưng anh từng là trái tim của gã khổng lồ thành Madrid. Anh luôn là một thủ lĩnh có tiếng nói trong phòng thay đồ và là một chiến binh điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ trên sân bóng. Mỗi khi Hierro nhoài người xoạc bóng và đứng lên với quyền kiểm soát trong chân, một pha chuyển đổi trạng thái ngay lập tức được thiết lập. Khó có ai đoán được rằng anh sẽ làm gì tiếp theo, sẽ thực hiện những đường truyền vượt tuyến sắc lệ hay tự mình cầm bóng đột phá rồi kết liễu đối phương. Tháng 3 năm 1968 tại Vélez Málaga, bóng đá thế giới chính thức đón nhận thêm một tượng đài mang tên là Fernando Ruiz Hierro. Málaga đã đưa Hierro vào danh sách vào năm 1984, song chẳng ai có thể nhìn thấy tiềm năng ở anh vào thời điểm đó và nhanh chóng trả anh về Vélez. Trong những năm đầu tiên theo nghiệp của đội áo số, Hierro đã phải vật lộn ở các giải đấu cấp dưới chỉ để nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Anh kể lại, hồi đó tôi nhận thấy bản thân không có khả năng làm công việc nào khác ngoại trừ chơi bóng. Đối với tôi, được chơi cho đội bóng quê nhà đã là một điều tuyệt vời. Nó mang đến những kỷ niệm mà bạn sẽ chẳng thể quên. Bước ngoặt sớm đến với Hierro sau khi anh gia nhập đội trẻ Valladolid nhờ một chút danh tiếng mà người anh Manolo đã tạo dựng tại đây. Vào ngày 4 tháng 10 năm 1987, Hierro có trận ra mắt La Liga ở vị trí tiền vệ và đến tháng 3 năm sau đó, Hierro có bàn thắng đầu tiên ở cấp độ cao nhất. Bàn thắng đó như khơi gợi niềm cảm hứng bên trong Fernando và màn trình diễn ấn tượng của anh trong mùa giải 88-89 đã giúp Valladolid cán đích ở vị trí thứ 6. Còn với cá nhân Fernando Hierro, anh nhanh chóng được chú ý ở thủ đô Tây Ban Nha và rồi điều gì đến cũng đã phải đến, trang lịch sử của anh tại Real Madrid bắt đầu mở ra. Đối với nhiều người, mùa giải đầu tiên tại Madrid không mấy thuyết phục khi chỉ giúp đội bóng vô địch La Liga, nhưng ở phương diện cá nhân, 7 bàn thắng trong mùa giải đó đã giúp anh có tên trong danh sách triệu tập của La Roja. Hierro bắt đầu nắm bắt được tất cả những yếu tố cần có của một hậu vệ dưới thời huấn luyện viên John Toseck, nhưng vào đầu những năm thập niên 90, các danh hiệu dần cạn kiệt và cả đội bóng bỗng trở nên mất phương hướng. Chân sút được kỳ vọng nhất của cả đội lúc bấy giờ là Hugo Sanchez, người lập công nhiều nhất cho Real trong năm chức vô địch liên tiếp, đã bước sang tuổi 32 và rồi Los Blancos đã phải trải qua 4 năm mà không giành được bất cứ một danh hiệu nào, trừ chiếc cúp Copa del Rey duy nhất. Tuy nhiên, trong 3 mùa giải từ năm 91 đến năm 94, bất chấp phong độ bất ổn của cả đội, cá nhân Hierro đã có khoảng thời gian đỉnh cao nhất sự nghiệp với cả thể 55 bàn thắng trên mọi đấu trường. Chỉ tính riêng ở mùa giải 91-92, Hierro có đến 26 bàn thắng, một con số mà mọi tiền đạo luôn ao ước. Trên sân bóng, người ta luôn thấy được hình ảnh của một chiến binh không khoan nhượng trong phòng ngự, một nguồn cảm hứng mạnh mẽ ở khu vực giữa sân và cả một sát thủ đặc biệt nguy hiểm trước khung thành. Ghi bàn bằng đầu, chân trái, chân phải từ những tình huống đá phạt hay cả những pha bứt tốc đột phá từ dưới sân nhà, Hierro mang đến cảm giác rằng anh chính là người làm chủ sân bóng ở thời điểm ấy. Hay đơn giản là như lời của Sancho Segurola của Epais, anh là một hậu vệ với tâm hồn của một tiền đạo. Còn đối với một người vốn không thích phô trương như Hierro, anh hầu như gạt phăng những lời đề cao của bản thân. Đối với Hierro, mục tiêu chung của cả đội mới là tác nhân đằng sau những nỗ lực cá nhân của bản thân. Đội của tôi phải giành chiến thắng và tôi sẽ làm mọi thứ để đạt điều đó theo cách của tôi, dù tốt hay xấu. Có lẽ đó là lý do tôi có được những bàn thắng đó. Tôi thích chiến thắng và không có ý che giấu điều đó. Tuy nhiên, bóng đá là một trò chơi của tập thể và nghiễm nhiên, một Hierro thi đấu thăng hoa cũng chẳng thể đem lại mùa xuân. Giai đoạn mà Hierro lập công từ tuần này sang tuần khác cũng chỉ như một ánh cầu vồng giăng ngang bầu trời ảm đạm của Santiago Bernabeu. Nếu Real Madrid phải chờ đợi mòn mỏi 12 năm để hoàn tất giấc mơ De Sima thì trước đó, ít ai biết rằng họ đã phải mất tận 32 năm để bổ sung được chiếc cúp thứ 7 vào phòng truyền thống. Quả thật, chiếc vô địch danh giá nhất châu Âu đã lẩn tránh họ từ sau chiếc cúp có được vào mùa giải 65-66.
trở lại với mùa giải 97-98 bằng một cách thần kỳ nào đó, Real Madrid đã lọt vào đến tận chung kết, nhưng trước mắt họ là một bà đồng già đã 3 lần liên tiếp tiến đến trận đấu cuối cùng, và điều quan trọng nhất là họ có Zinedine Zidane, có Alessandro Del Piero và những quái kiệt xuất sắc có thể mang về chức vô địch bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, niềm tự hào của Real Madrid có ở thời điểm ấy là Hierro đã lên tiếng. Trên khắp khán đài, các cổ động viên đã không ngần ngại hát vang: Del Piero đâu, có lẽ nào Hierro đã ăn thịt anh ta. Đúng, Alessandro Del Piero hoàn toàn mất hút khỏi trận đấu, mất hút trước một trung vệ đã quá dày dặn kinh nghiệm, Fernando Hierro. Bản thân Hierro đã mô tả chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Juventus, đó chính là một sự thức tỉnh, đồng nghĩa đó là khởi nguồn cho một kỷ nguyên mới của Real ở châu Âu. Lần lượt hai chiếc cúp Champions League khác được mang về mùa giải 99-2000 và 2001-2002, và Fernando Hierro dần trở thành một thế lực trong phòng thay đồ. Theo lời mô tả của Steve McManama, Hierro uy quyền đến mức sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Hierro lên tiếng. Tuy nhiên, đó là trước khi một người đàn ông quyền lực tiếp theo đến và đang dần hình thành một thế lực mới tại Santiago Bernabeu, Florentino Perez. Sau này, Hierro đã nhìn lại những năm cuối cùng của mình tại Tây Ban Nha với một sự tiếc nuối. Có 3 loại cầu thủ giỏi, cầu thủ rất giỏi và cầu thủ tuyệt vời. Vào thời điểm đó, tôi đã nói rằng việc sử dụng từ Galacticos sẽ mang lại những tác động tiêu cực cho Madrid về lâu về dài. Bóng đá là thứ gì đó tự nhiên và thực tế hơn. Dùng thuật ngữ như vậy là không đúng. Và tất nhiên, đối với Florentino Perez đang ra sức bành trướng thế lực ở thời điểm đó, những thế lực chống đối đến từ Fernando Hierro hay Vicente Del Bosque chính là một trở ngại cần phải loại trừ. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Perez loại Redondo và tìm cách bán Fernando Morientes. Điều này khiến Hierro lên tiếng khiển trách rằng ông đối xử với cầu thủ như cổ phiếu, và cuối mùa giải năm đó, anh là cái tên tiếp theo phải cuốn gói rời Santiago Bernabeu. Thậm chí Hierro còn không nhận được quá nhiều lời từ biệt. Mặc dù cái kết của Hierro là hiện thân của sự thực dụng trong bóng đá, nhưng ít nhất những năm tháng rực rỡ nhất, đỉnh cao nhất thì anh đã dành trọn cho Los Blancos. Tất cả những hình ảnh mà Hierro băm bổ về phía cầu thủ đối phương, tất cả những tình huống phô diễn kỹ thuật và tất cả những bàn thắng của anh vẫn sẽ sống mãi trong lòng của các Madridista. Sau này, Hierro vẫn nhìn lại sự nghiệp của mình bằng cách khiêm tốn nhất. Tôi không sở hữu tư duy thiên bẩm của một hậu vệ. Tất cả những gì tôi đạt được là kết quả của việc mắc sai lầm rất nhiều lần và học hỏi từ chúng. Dẫu sao, tài năng và những đóng góp của anh đều đã thể hiện qua những con số chẳng thể thay đổi. 694 trận đấu, 130 bàn thắng, 25 danh hiệu lớn nhỏ và hơn hết là chiếc thảm để bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại. Mãi đến sau này, anh vẫn được nhắc đến như một người đội trưởng toàn năng mà Real Madrid từng sở hữu, Fernando Hierro.